Chào các bạn, mình là Super Sale Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn bất động sản. Mình đang có mặt tại khu vực Hồ Điều Hòa, thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Mình đang đi dọc theo con đường chạy xung quanh Hồ Điều Hòa. Hồ Điều Hòa này là cái hồ nước ngọt lớn nhất thuộc thành phố Vinh. Ở thành phố Vinh ấy, thì chúng ta có thể kể đến một số hồ lớn, chẳng hạn như là hồ cá Cửa Nam, hồ Gon, rồi hồ Điều Hòa ở Hưng Hòa. Con đường bao quanh hồ được thảm nhựa rất đẹp, có vỉa hè, có cây xanh, nhưng mà cây xanh ở đây có vẻ chưa lớn lắm. Xung quanh hồ thì có những cái biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm. Hồ Điều Hòa này đóng vai trò là thứ nhất là vấn đề tiêu nước cho thành phố, rồi cấp nước cho những cái vùng nông nghiệp xung quanh. Một địa điểm để vui chơi. Buổi tối thì xung quanh đây có những quán nước chè, quán trà được mở, quán trà nước mía, nước dừa. Và điều mình muốn nói hôm nay thì tại sao mình lại làm cái video này, đó là mình muốn đánh giá cái tiềm năng khi chúng ta đầu tư bất động sản tại khu vực Hồ Điều Hòa, xung quanh Hồ Điều Hòa. Trong 25 dự án trọng điểm của thành phố Vinh trong những năm tới thì xung quanh khu vực Hồ Điều Hòa này đã có tới 4 dự án rồi. Một dự án khu đô thị, hai dự án công viên, một là công viên Hồ Điều Hòa và một công viên sát ngay Hồ Điều Hòa. Ba là một dự án khu công nghệ cao nằm ở phía đông nam Hồ Điều Hòa. Đây là một cái hồ tương đối rộng. Chạy xung quanh cái hồ này mình nghĩ cũng phải tầm 2-3 km gì đó. Đi theo cái hồ này ấy, thì chúng ta có thể nhìn được một góc của thành phố Vinh. Cái con đường này là con đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài này. Mình đang đi vào con đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài. Con đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài này chạy thẳng từ trung tâm thành phố Vinh rồi kéo ra Hồ Điều Hòa. Xung quanh cái con đường này là quỹ đất nông nghiệp vẫn còn rất lớn. Và theo quy hoạch thì ở đây cũng sẽ được làm khu đô thị. Thôi mình sẽ chỉ chạy đến đây thôi. Mình sẽ vòng xe lại. Một trong bốn cái dự án được triển khai xung quanh Hồ Điều Hòa đó là dự án khu công nghệ cao nằm ở phía đông nam Hồ Điều Hòa. Thành phố Vinh về cơ bản là một cái thành phố dịch vụ, về dịch vụ thương mại, chứ không phải là một thành phố công nghiệp. Bởi vậy cho nên là cái việc phát triển công nghệ cao là điều rất cần thiết, giúp rút ngắn cái khoảng cách phát triển. Nền tảng công nghiệp không có, bởi vậy chúng ta chỉ có thể tiến lên bằng dịch vụ và phát triển công nghệ cao. Khu công nghệ cao Hồ Điều Hòa sẽ là nơi đào tạo ra những lập trình viên, những người sản xuất ra phần mềm, những kỹ sư công nghệ thông tin. Mình hy vọng là nó được một phần của khu công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội. Khu công nghệ cao Hòa Lạc là nơi đặt trụ sở của một số tập đoàn công nghệ, chẳng hạn như là tập đoàn Viettel, FPT Software, rồi một số tập đoàn khác. Là nơi đặt trụ sở của Đại học FPT, là nơi mình đã từng học. FPT University, ngôi trường mình từng học, mình đã từng sống ở Hòa Lạc rất lâu. Và mình kỳ vọng là sau này thành phố Vinh sẽ phải có phát triển về công nghệ cao, phát triển về công nghệ thông tin. Đó là cái cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách phát triển.
những cái sinh viên của đại học FPT ấy, khi tốt nghiệp ấy, về về Nghệ An làm thì cũng chỉ làm ở một số công ty lớn chẳng hạn như là Vinaphone hay là Viettel, còn nữa thì cũng không có mấy không gian để phát triển, không có môi trường để phát triển. Bởi vậy cho nên xây dựng khu công nghệ cao ở Hồ Điều Hòa, gần Hồ Điều Hòa ở Hưng Hòa là điều rất cần thiết. Ngoài khu công nghệ cao ấy thì sẽ có một cái khu đô thị tại khu vực này. Khu đô thị này quy hoạch rất lớn, đâu đó khoảng 250 hecta, đâu đó khoảng 250 hecta, và nó chạy từ đường Nguyễn Sĩ Sách, chạy ra đường phía đường 35 m, rồi tiếp giáp với cả Nghĩ Thái. Tức là cái diện tích đất được quy hoạch khu công nghệ cao này thì nó nằm trên địa bàn của Hưng Hòa, Hưng Dũng, Hưng Lộc. Đó, theo báo Nghệ An là như vậy. Nó nằm trên địa bàn của Hưng Hòa, Hưng Dũng, Hưng Lộc và ngay giáp Nghi Thái. Giai đoạn vừa rồi thì đất đất xóm Thái Hưng ở Nghi Thái ấy, cũng tương đối sốt bởi vì nó gần dự án khu đô thị Hồ Điều Hòa. Và hiện tại thì cái khu đô thị Hồ Điều Hòa này đã có phê duyệt chi tiết 1/500 rồi. Đã có phê duyệt chi tiết 1/500. Ngoài dự án khu công nghệ cao này, khu đô thị Hồ Điều Hòa này thì sẽ có hai cái dự án, một là khu công viên Hồ Điều Hòa, rồi một dự án công viên khác nằm ngay sát đây, nằm ngay sát cái dự án này. Là sẽ có hai dự án về công viên và không gian xanh. Thì trong đó là người ta sẽ phát triển những cái gọi là vui chơi giải trí, thể dục thể thao liên quan đến mặt nước, rồi có cả công viên nước, rồi có cả những cái trò chơi cảm giác mạnh. Thì khu vực Hồ Điều Hòa là một trong những cái điểm đáng lưu ý để đầu tư bất động sản, các nhà đầu tư nên lưu ý. Còn mục tiêu đầu tư thì tùy từng người, có những người thì đầu tư lướt sóng, có những người đầu tư dài hạn, và đầu tư ấy thì cũng cần phải có thời gian. Ok, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nhớ like, comment và chia sẻ. Mình sẽ làm thêm nhiều video nữa. Xin cảm ơn.